Thank you.
Chúa trong mọi nơi.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi đến những Cô-rinh-tô. Thưa anh em, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã ăn giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình, mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quan lâm thì đến được những kẻ thuộc về người. Sau đó, mọi sự đều hoàn tất, khi người đã tiêu diệt hết mọi bản thân, mọi quyền thần và mọi dũng thần. Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Mà khi nói muôn loài thì dĩ nhiên không thể kể đứng đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Lúc muôn loài đã quy phục Đức Kitô thì chính người vì là con cũng sẽ quy phục đứng bắt muôn loài phải quy phục người. Và như vậy Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài. Đó là lời Chúa. Câu hỏi được đặt ra là làm sao
để chúng ta sống thì mới là quan trọng. Ngày hôm nay chúng ta chưa chết, và ngày hôm nay chúng ta phải đối diện với cuộc sống, và chúng ta sẽ sống như thế nào mới là điều quan trọng. Ai cũng biết là chết không mang theo được gì, nhưng mà tại sao hầu như, không phải tất cả, nhưng mà hầu như chúng ta ai cũng tích con, ai cũng cứ muốn con góp lại để tích lũy cho mình. Tôi không có nói đâu xa, ngay như là bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi lúc nào cũng phải thủ sẵn mấy chỉ vàng để chết có cái đóng quan tài rất ngon, để không làm phiền con cháu và người khác. Nhưng mà đấy là những cái nỗi lo của những người già. Nhưng mà chúng ta thấy thì nhìn rộng ra thì nhiều người tích lũy tiền bạc. Và trong cái thế giới sáng hôm nay, một cái ý tưởng mà cha đó chia sẻ là năm 2016 có một cái ông tỷ phú ở bên Mỹ, ông ấy chết, và ông ấy xin chúc lại là để tất cả tiền của để giúp người nghèo. Bác ai chia sẻ thì một phóng viên đến và đặt câu hỏi cho ông là tại sao ông lại làm như vậy, thì ông mới trả lời rất hay. Ông mới bảo là bởi vì tấm khăn hiểm không có túi, chỉ là một miếng vải trắng phủ lên, có túi đâu có được vàng bạc ở đâu. Và tôi nghĩ rằng đó là một cái ý tưởng để giúp cho chúng ta làm sao sống được, làm sao sống cho thật tử tế, mỗi một ngày làm sao sống thật tốt. Chiều qua một chị, không phải là tân hương nữa, có lẽ đến lại hỏi thì cha có bạn, và tôi đưa lên bạn cái câu lời cầu nguyện của một bạn trẻ gửi cho tôi, xin cha cầu nguyện cho bố con được thêm lòng yêu mến Chúa và biết nghe lời vợ hơn. Đây là địa chỉ ở trong cái đồng, hôm sáng qua tôi thấy xong có cái lời cầu nguyện đấy, nhưng mà ông nào cũng chỉ nghe lời vợ, cho nên vì con cũng cầu nguyện và xin cho những cái vua nghe vợ vẫn mất, chưa học cái bài học đấy. Thế thì có một chị đến tâm sự với tôi, chị đến xin lễ rồi chị khóc. Chị nói là cuộc đời của chị lấy chồng chẳng có lúc nào được yên, lúc nào chồng cũng ngày ngày chửi mới, trước đây thì đánh đập, bây giờ thì chửi mới, và lúc nào cũng cảm thấy đau khổ. Thế thì thưa anh chị em, làm sao nếu chúng ta biết là một ngày nào đó chúng ta sẽ chết, và rồi chúng ta sẽ phải trình diện trước Chúa, phải trả lời về cuộc sống này, thì mỗi ngày tôi là trẻ thì mời con làm sao để sống cho cụ thể và tốt đẹp hơn. Đây cũng là điều quan trọng. Hôm nay Đức Giê-xu, con Thiên Chúa, trong bài tin mừng này cũng đã phải chịu. Ngài cũng không ra khỏi quy luật của mỗi người sinh ra trên cõi đời. Ngài cũng đang chết. Nhưng khi Ngài chết, chứng kiến cái chết của Ngài, thì một viên đại đội trưởng, một người vô thần, một người không tin, nhưng đã phải thốt lên rằng, quả thực ông này là con Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa đón nhận linh hồn của bà Teresa về hưởng nhan Thiên Chúa, và làm sao cho mỗi người chúng ta được ăn mày chết lành, nghĩa là một cái chết đẹp, để mọi người cũng thốt lên là đây là người thuộc về Thiên Chúa khi chúng ta rời khỏi quãng đời này. Chúng ta cầu nguyện cho nhau để chúng ta sống đúng những gì Chúa muốn. Và khi chúng ta sống gì Chúa muốn thì chúng ta ra trình diện với Chúa, Chúa sẽ chúc lành và mời chúng ta vào được hạnh phúc muôn đời. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta sẽ cùng lắng nghe.
và từ kẻ chết. Giờ đây xin Chúa thương chấp nhận lời chúng con yêu cầu mà bác sức mạnh và nâng đỡ con người yếu hèn của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con dâng lên Chúa bạch
vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần chúc công nhân và phụng sự Chúa. Chúng con đã biết là xin Chúa cho chúng con cái ơn thần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa xin nhờ đến hội Thánh Chúa Lan và các đoàn cầu để kiện toàn hội Thánh trong nước đến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Dũng Xe chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhờ đến tôi tớ Chúa là Teresa và chúng con còn đang khỏi đời này để với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, các bậc cha mẹ và thân bằng những của chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy vào hưởng ánh sáng công nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đầu hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Du Xe bản trăm năm Đức Trinh Nữ các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể Đức Người dạy chúng ta giáng nguyện rằng: Bye.
Lạy Chúa, Chúa đã dùng những vị thánh thể tăng cường sức sống cho chúng con. Nhờ hiệu lực của bí tích này, xin Chúa thanh tẩy bà Teresa là người đã được nhận vào dân thánh Chúa. Xin cho bà được mãi mãi hưởng bình an của Đức Kitô, đấng hằng sống và hiền trí muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen. Xin Đức Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Amen.